Mời các bạn tham quan công trình nhà phố đang trong giai đoạn hoàn thiện, được gần 95% trước khi bàn giao. Ngôi nhà một trệt hai lầu được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, lấy tông màu trắng làm chủ đạo và màu xanh làm điểm nhấn. Đầu tiên là tầng trệt được bố trí làm phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. Và kệ bếp thì được sử dụng bằng đá granite vì dễ bảo quản với độ bền cao. Còn các phòng ngủ thì được bố trí ở tầng 1 và tầng 2, rất độc đáo và phá cách bởi phần trần nhà là hình ngôi sao. Nhờ lấy ánh sáng tự nhiên từ giếng trời giúp tổng thể ngôi nhà luôn thoáng mát và trang hòa ánh sáng. Ngôi nhà sau khi được bàn giao chắc hẳn sẽ là một không gian tuyệt vời dành cho gia đình anh Tuấn. Để tìm hiểu về dịch vụ xây nhà trọn gói, vui lòng truy cập trang web kiến thiết việt.com.